Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với trang nhà của bé Trang. Trang của mình là hôm nay thì mình sẽ cùng với hoàn thành trang hình ảnh của Tulip với khuôn mặt cực kỳ dễ thương. Bạn cùng mình theo dõi khi ra được cách mình tô màu cho Trang nhé. Còn đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn. Hình ảnh về một con sứa biển cực kỳ dễ thương sẽ được mình tô màu với những cái chi tiết trên đầu này. Nhớ phần xúc tu này mình tô màu vàng nha. Thế tôi lần lượt hết phần xúc tu này nhé. Như tôi lần lượt chơi những phần xúc tu này với màu sắc đó là màu cam nha các bạn. Và tiếp tục là mình sẽ tô cái phần con sứa này của mình màu sắc đó là màu xanh ở phần đầu các bạn nhé. Mình sẽ tô lần lượt nhé. Chúng tôi lần lượt chơi cái phần màu xanh cho phần con sứa này của mình.
Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn. Và các bạn có thể thấy được trên tay của mình là bức tranh hình ảnh con sứa biển đã được